Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại video tiếp theo nữa. Của mình. Hôm nay thì mình sẽ làm cái series về quy trình thu hoạch lúa và trà lúa để có được hạt gạo chúng ta ăn trong hàng ngày nha các bạn. Mình sẽ ghi lại toàn bộ cái quá trình này. Ở đây mới thu hoạch lúa xong trà cào, giờ cào lúa để đóng lại chứ giờ gần tối rồi. Ngày mai mình sẽ tiếp tục. Thế sao mà khi cái chuối nó ra thì thế nào? Hả? Cái chuối này nó ra buồng chưa? Sao không thấy có buồng vậy ta? À, cái cây chưa ra, còn cái cây ra rồi cũng chưa ăn đấy. À. Cái thóc lại nhé các bạn. Cái này vẫn còn lẫn nhiều tạp quá. Mình để chỗ hút trà ra là nó sạch liền à. Hạt nào hạt nấy mọc. Nay mùa khô cho nên phơi nó mau khô. Bây giờ gấp lúa lại để cho nó tối nó khỏi xương nó xuống. Để ngày mai phơi tiếp nữa các bạn. Đó, sau khi gấp xong là nó như vậy đó các bạn, vuông vắn 6 bao nha các bạn. Đó, 6 bạt. Thì các bạn mà ai xem được video này các bạn cho mình một like nhé các bạn. Đăng ký kênh. Đó, tiếp theo thì chúng ta đã đến với cái công đoạn trong cái quá trình phơi ấy, là đến với công đoạn này gọi là cào chuỗi lúa nha các bạn. Đó, chúng ta chuỗi chuỗi đều đều. Nếu mà không có cái bồ này thì các bạn có thể các bạn chuỗi bằng chân cũng được nha các bạn. Nhưng mà chân nó các bạn chuỗi nó hơi lâu thôi. Cái này nó làm nó nhanh hơn với lại nó tiết kiệm được thời gian, công sức với lại nó đỡ mệt mỏi. Đó, chuỗi đều 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 cào đều đều ra cho nó nóng đều luôn các bạn. Cho đều hạt lúa cho nó khô rang lên. Đó, chúng ta cào từng lớp cứ thế chúng ta làm. Làm sao cho nó thấy nó đều là đây là được rồi các bạn. Rồi, ok các bạn, sau hơn một tuần phơi chờ đợi thì hôm nay mình đi lấy lúa rồi đi cái công đoạn này gọi là rê lúa nha các bạn. Đó, rê để bỏ lên những cái vẩn tạp rồi những cái sợi rơm nó còn mắc ở trong cái lúa để cho nó sạch để chúng ta chà. Đó, những cái hạt gạo nó sóng sánh nó đều luôn, hạt thóc nó đều luôn đó các bạn. Hạt này người miền Bắc gọi là hạt thóc đó các bạn. Bác Hùng đang đổ cái bao lúa này vô cái máy để cho nó chà, nó lọc hết cái tạp chất ra. Bác Hùng làm lâu rồi đó các bạn, cho nên quen, mình đụng vào nó ngứa lắm các bạn. Bụi ở trong này bụi lắm, mình đeo hai lớp khẩu trang rồi mà mình vẫn còn cảm thấy hơi hắt xì luôn các bạn. Thế công đoạn này là công đoạn cuối rồi. Đó. Đổ vô cái máy này gọi là máy máy chà lúa, còn máy bên này là rê lúa nha các bạn.
lúa sau khi mà đã rê xong thì chúng ta sẽ bỏ qua cái máy để chà, chà ra cho nó bay cái vỏ trấu đi. Đó, thành gạo. Thành gạo chúng ta ăn luôn đó các bạn. Đó, các bạn thấy trắng trắng mốt chưa? Chúng ta cứ đổ ra đây, chà xong rồi chúng ta lại bỏ lên chà lần nữa đến khi nào nó ra hết những cái vẩn đen bụi bẩn là được, là ok nha các bạn. Đó, thấy các bạn thấy cái vẩn đen đó chưa? Còn cái này là cái phần cám gạo. Người ta hay gọi là cám gạo. Hồi xưa là người ta để nấu cháo cám ăn đó các bạn. Mà bây giờ hiện tại giờ thì người ta không ăn mấy cái loại này nữa. Để cho chủ yếu là cho gà, cho heo, lợn thôi các bạn. Chứ hồi xưa là họ không có cơm á, cho họ người dân ăn luôn. Ăn luôn cái đó. Cái đó là nó ngọt lắm các bạn. Cháo cám. Cái đó gọi là cám gạo. Đó, các bạn thấy cám gạo chưa? Khi mà lúa chúng ta chà ra nó gồm 3 phần. Đó là phần thóc, rồi vỏ trấu và cám gạo. Và cuối cùng là gạo chúng ta ăn. Đó, cái gạo trắng trắng đó là gạo chúng ta ăn để nấu cơm. Cái này là sàng lọc sạn với lại cát ra đó các bạn. Đang này là sàng gạo. Đó thì các bạn mà thấy video mình hay, hấp dẫn, bổ ích, chia sẻ kiến thức thì các bạn cho mình một like và một đăng ký kênh nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chào tạm biệt các bạn.